vui khi được gặp lại các bạn trên kênh tram nguyễn au thì trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn với chủ đề là một hòn đảo hoang ở úc đã trở thành một thiên đường nhập cư như thế nào với vô số cái chính sách rất là cởi bở và chúng ta có rất nhiều cơ hội đến đây để xin một tấm pr ở nước úc và cũng trong video này mình sẽ dẫn các bạn đến một cái nơi từng là cái nơi giam giữ tù nhân của đế quốc anh và bây giờ trở thành một nơi du lịch rất là đẹp mắt và một là một trong những cái di sản văn hóa của thế giới đảm bảo các bạn xem xong những cái video này á, các bạn thấy được rằng á, là những hình ảnh trong đây á, đẹp như trong tranh luôn các bạn thì để bắt đầu video á, như thường lệ các bạn đừng quên cho mình một lượt like share đăng ký kênh nếu bạn nào và các anh chị nào chưa đăng ký hoặc cũng có thể là quyên góp ủng hộ mình theo các hình thức như là trên màn hình thì đây là cái cổng vào của một cái khu du lịch này các bạn thì thông thường ở úc á, nhất là ở Tasmania thì người ta thường bán những cái đồ lưu niệm như thế này để mà chào đón những cái người khách và cũng là lời chào tạm biệt luôn. Đi về thì nhớ mua quà lưu niệm cho cái bạn bè người thân nha. chỗ này bán rất là nhiều nè nên rất là tiện lợi luôn. Ra về là sẽ có cái gì ở đêm về tặng cho người thân. Và để mà đi vào trong đây các bạn chúng mình phải mua một tấm vé trị giá là 45 đô cho mỗi người. Thì mình thấy rằng á, giá này cũng hợp lý thôi Bởi vì khu này là rất là rộng nha Tới một trăm mấy chục hectare là các bạn Là hơn một cây số vuông đó các bạn à Trong đây là có tới 30 cái địa điểm mà để chúng ta viếng thăm Cho nên nó là cái công sức người ta Để chăm sóc những cái khu này cũng rất là tốn kém Và những cái ngôi làng Cũng như là những cái nhà thờ trong đây các bạn Vào chụp hình là không thể nào mà chê được luôn Đây là cái bản đồ mà để trong cái khu này các bạn nè à có biển nè rồi có những cái khu rất là đẹp để mà chụp hình check in ai mà sống ảo thì vô đây là tha hồ luôn các bạn thì trong đây nó cũng có rất là nhiều cái chỗ ăn uống cà phê rất là hiện đại nha vô đây các bạn hãy thử một ly cà phê atas coi như thế nào chỗ này là có rất là nhiều cái chỗ trưng bày nghệ thuật nữa nơi này các bạn đầu tiên bước vào thì chúng ta sẽ vào một cái gọi là cái gallery như thế này Chỗ này á, thì sẽ có những cái lá bài nè. Chúng ta vô đây á bóc thử những lá bài này. Coi thử là vận mệnh của mình như thế nào. Thường á, nếu mà mình bóc trúng những cái lá bài tốt, vận mệnh tốt á, thì mình vô trong đây nè. Mình sẽ kiếm những cái chỗ mà sẽ có những cái... Nó sẽ giải đáp những cái vận mệnh của mình là như thế nào luôn. Giống như cô bối vậy đó. Thì hy vọng là mình sẽ bóc được một cái lá bài tốt. Thì mình đã bóc được cây số 10 các bạn. Để coi nha coi thử là mình trong đây mình cái vận mệnh mình có tốt hay không còn trước tiên bước vào á thì mình sẽ thấy được những cái tranh ảnh hồi xưa nè nhìn cũng rất là hay cổ cổ các bạn những tấm ảnh này là chụp cách đây mấy trăm năm rồi nó sẽ tái bản qua nhiều năm chỗ này hồi trước đây là một cái nhà tù các bạn rất là ghê sợ luôn đây nè mình bốc được cây mười bit các bạn nhìn cái mặt ông này cũng rất là sáng láng hy vọng rằng mình sẽ có một cái số mệnh tốt đây thì trong đây là có rất là nhiều cái quân bài nha có quân bài tốt có quân bài xấu ai bốc trúng tù nhân là hơi bị xui luôn thì để mình coi thử là cây 10 bit này nè mình so với cái tủ này nè để nó coi nó ghi gì trong đây nha ồ rất là hay các bạn ơi ông này tên là linh say thì uh, sinh năm 1900, 1888 chức vụ của ông này rằng là, là một nhà doanh nhân ồ rất là hay các bạn ồ, rồi là một cái chủ của một cái khách sạn nữa Nói chung là nhìn cái trang sử này mình thấy rất là may mắn rồi đấy Trong cái gallery này các bạn còn có những cái hình ảnh rất là sinh động Đây là một con kangaroo của các bạn này các bạn Da thú của nó Này là can kangaroo thật các bạn nha Nhưng mà chỉ còn lại cái bộ da và cái đầu thôi Phía trong đây các bạn thì nó sẽ trưng bày những cái khẩu súng mà những cái cai ngục hồi xưa sẽ quản lý cái tù nhân như thế nào Cùng với đó là những cái kỹ vật của họ Đây là hòn đảo Tasmania nè các bạn Còn đây là lục địa Úc nè Phía dưới bên phải có cái hòn đảo nhỏ nhỏ các bạn thấy không Đây là cái hòn đảo lớn nhất ở nước Úc Mang tên là Tasmania Với những cái chấm nhiều màu đó Thì hòn đảo này phóng to ra như thế này Thì cái vị trí của bột outer là cái vị trí chấm đỏ bên dưới Là cái chỗ mà chúng ta đang đứng này các bạn Và đây là những cái tiến trình lịch sử của nó Hòn đảo này các bạn Rất là lớn nha diện tích của nó là bằng 1/5 nước Việt Nam và gấp 90 lần nước Singapore. Thì các bạn có thể thấy được rằng là cái diện tích của nó cũng khá là lớn. Đây là những cái mốc thời gian nè. Thì trước đây á người Úc đến đây, đến, đến cái cảng Sydney đầu tiên và họ đã lập nên một cái nơi mà để khai thác thuộc địa, ở sinh sống lâu dài. Còn cái chỗ này là những nơi giam giữ những cái tù binh bởi vì ở bên Anh lúc đó thì cũng quá tải rồi. Đi qua đây á đem ra hòn đảo thì không còn chỗ nào để chạy nữa các bạn chạy thì cũng quanh quẩn trong đó thôi rất là dễ kiểm soát rồi chúng ta hãy vào trong nào các bạn thấy không khung cảnh bây giờ là một khung cảnh rất là đẹp có một cái nhà nhà tù mà nhìn rất là sen giống như khách sạn các bạn có lầu nữa thì chỗ này không chỉ là cho tù nhân ở đâu mà còn cho những người cai ngục nữa bây giờ người ta làm rất là đẹp nha Cây cối nè, có biển nè các bạn. Cái này không phải là cái hồ đâu, nó là một cái cảng biển, cái vịnh biển ăn sâu vào đó các bạn. Hai bên là những cái hàng cây mà đa số là cây bạch đàn nha. Thường là ở nước ta các bạn vẫn có những cái hàng bạch đàn rất là đẹp. Mình còn nhớ lúc nhỏ mình á trên đường quốc lộ cũng có những cái hàng bạch đàn rất là cao, to, mùi rất là thơm. Mà nghi đâu là cũng nhập từ Úc về hay sao các bạn ạ? À? Còn khung cảnh bên đây nè, cũng có rất là nhiều hàng cây xanh. Đi bộ ngắm cảnh thì tuyệt vời. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 20 độ C, đó là một nhiệt độ có thể nói là lý tưởng nhất để mà chúng ta đi dạo vào buổi trưa như thế này. Bên kia sẽ có những cái con tàu các bạn. Mình sẽ có thêm cái vé leo lên những con tàu này, đi qua một số cái đảo nhỏ khác ở trong cái khu này nữa để mà chúng ta có thể là ngắm cảnh, chụp hình và quan sát cũng như là trên tàu á thì mình sẽ nghe kể về những lịch sử nơi đây luôn trước đây á, đế quốc anh à, tìm thấy cái hòn cái cái lục địa úc các bạn vào thế kỷ thứ 18 thì qua đây xong rồi qua cái hòn đảo này nè là nơi làm cái nơi mà làm, làm tù binh á, giam giữ tù binh á, thì vào thế kỷ thứ 19 và cũng cuối thế kỷ này á, thì cái nơi này cũng đã chính thức đóng cửa luôn thì trước đây á, là cái nơi này giam giữ khoảng là hơn 1.000 đến 2.000 tù binh đó các bạn Chỗ này giống như là một cái mê cung nè Mê cung bằng cây nhìn rất là hay nha Thì cái nơi này đã giam giữ rất là nhiều tù binh và có những cái chế độ rất là hà khắc Đôi lúc là có sự tra tấn nữa các bạn Còn cái nơi đẹp như thế này thì là một cái bến cảng. Trước đây là người Anh sẽ chạy bằng thuyền tới đây này các bạn Thường họ di chuyển xa là không có đường bộ và đường không như bây giờ Thì họ hay di chuyển bằng thuyền Do đó các bến cảng là rất là quan trọng Chỗ này là có rất là nhiều hào nè Lát nữa cuối video các bạn Mình sẽ quay cho các bạn xem Những con hào rất là to luôn Kích thước không thể nào mà mình tưởng tượng nó to được như vậy luôn các bạn nhìn giống như là những cái lâu đài các bạn nhỉ cái nơi này các bạn đã được uh, unesco công nhận là một di sản văn hóa của thế giới luôn đó các bạn mà mình thấy cái di sản này là đáng được công nhận thật bởi vì nó quá đẹp rất cổ và nó có nhiều cái bằng chứng về cái lịch sử nữa cái nơi này các bạn trước đây á, là người ta sẽ làm một cái khu gọi là cái giống như là một cái khu quân sự uh, kết hợp với lại nhà tù rồi kể cả những cái người mà sinh sống trong đây nữa thì cái khu này á là bảo đảm là sẽ được quản lý rất là nghiêm ngặt và là nơi mà có thể nói là à, quân đội anh các bạn à, kiểm soát rất là chặt chẽ để mà quản lý những cái người mà tù nhân nguy hiểm nhất những cái tù nhân này các bạn họ sẽ được sinh sống trong đây một khu khép kín luôn có nghĩa rằng họ sẽ bắt đầu là di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trong nội khu này được quản lý chặt chẽ là bắt phải lao động ngoài ra là những tù binh mà à, có cái những cái lịch sử mà rất là phức tạp á, thì được giam cầm trong những cái nhà tù nghiêm ngặt hơn nơi này các bạn cũng rất là nổi tiếng khi mà đã có một cái vụ thảm sát vụ này thì gần đây thôi vào năm 1996 các bạn một thanh niên 28 tuổi tên là Ryan thì anh này á, là không biết là lý do tại sao Qua đây á, thảm sát tới là 35 người Chủ yếu là khách du lịch các bạn Vô quán cà phê rồi bắn thảm sát 20 người Rồi tiếp tục và bắt con tin này nổi kiểu rất là phức tạp luôn Trước đây á, là Úc cũng cho sử dụng súng tự do như là bên Mỹ vậy các bạn Nhưng mà sau cái vụ này Thì uh, Chính phủ Úc á, đã bắt đầu thu hồi rất là nhiều súng đạn và có những cái đạo luật khắc khe hơn cho nên là bây giờ ở Úc các bạn cũng yên tâm hơn rất là nhiều khi mà cái lượng súng đạn rất là ít và dường như là người dân sẽ bị giới hạn sử dụng rất là nhiều thường là những người có bằng cấp thì mới được sử dụng súng thôi mà bằng cấp thì muốn cấp phép các bạn cũng rất là khó khăn nha mà súng thì không không có bán tràn lan trên thị trường cho nên nó là ở đây cảm giác là an toàn hơn bên mỹ về mặt súng đạn nha các bạn đây nè các bạn này nơi này nhìn rất là ghê là nơi giam giữ những cái tù nhân nè những cái học nhỏ nhỏ này như thế này mình nghĩ rằng một cái chỗ giống như là nhà vệ sinh hay là nhà tắm gì đó còn cái chỗ giam cầm thì lát nữa mình sẽ quay cho bạn xem nó cũng tương đối rộng hơn một chút nói chung là bên ngoài thì nhìn rất là ok và bên trong thì cũng bình thường nữa các bạn nhưng mà cũng có đầy đủ những cái vật dụng ví dụ như là cái này thì giống như cái rương vừa để nằm lên trên để ngủ mà vừa để chứa đồ bên trong còn có lò sưởi nữa ở đây các bạn nhiệt độ vào mùa đông thì khoảng ban đêm thì khoảng từ 0 cho đến 10 độ ban ngày từ 20 cho đến 25 độ cho nên là cũng có rất là nhiều cái cái loại sưởi như thế này để mà làm cho không khí ấm lên chứ không là chịu không nổi đâu ngày xưa thì người ta sẽ sử dụng than các bạn chứ không có sử dụng những cái năng lượng như bây giờ thì mình sẽ kể tiếp cái vụ mà thảm xét vừa rồi á thì sau khi mà thảm xét xong á có những lọt đấu súng xong với cảnh sát thì anh này đã bị bắt giữ và động cơ giết người anh này cũng không có đón trước được cũng không biết được là anh này giết người vì cái lý, lý do gì luôn nhiều khi các bạn ở bên nước ngoài á cũng có những người bị trầm cảm này rồi cũng có những người là không bình thường về đầu óc nè rồi có những người hút ma túy rồi ngáo đá này nọ kiểu á cho nên nó là à, nếu mà cắm súng đèn tốt chứ không thể nào mà có những người như vậy rồi xong là thảm xét người dân như vậy thì chết rất là tức tuổi các bạn mình cũng đã đến đây thì mình rất là thích thú khi mà có những cái hình ảnh về một cái nơi rất là hay như thế này mình cũng đã có những bức ảnh rất là khác biệt các bạn chỗ này nè các bạn nè chỗ mà người tù có thể nhìn ra ngồi nè đây có thể nói là một cái cái việc mà tra tấn tinh thần cũng không hề nhẹ các bạn tại vì bên ngoài đẹp quá trời đẹp mà bên trong thì nhàm chán quá cho nên là nhiều khi những người tù trong đây họ sẽ tu tâm dưỡng tính đó các bạn ơi họ sẽ nhìn ra ngoài họ sẽ có cảm giác là khao khát cái sự tự do hơn cái anh vừa rồi thảm xét tới 35 người rồi làm hơn 20 người bị thương đó các bạn nhưng mà ở nước ngoài họ không có cái luật tử hình cho đó anh này là chỉ là tù chung thân thôi nhưng mà không ăn xá các bạn nha ở tù cho đến tới chết luôn thì bởi vậy các bạn ở nước ngoài ấy, là cũng không có tử hình cho nên là nhiều khi ấy, là người ta cũng không có biết sợ đâu và cũng có rất là nhiều người đầu óc không bình thường nữa nên là tốt nhất ấy, là không có súng đạn đó là lý do mình thích úc hơn là thích mỹ đây nè các bạn nè cái view mà nhìn ra cái khung sắt của trong tù này thấy những con tàu những cái um, hàng cây và những cái bến cảng rất là đẹp như thế này thì cảm giác là không thể nào mà chịu nổi các bạn sự tra tấn tinh thần rất là là, là khó khăn nhiều người thì sẽ được nghe những cái bài thuyết trình từ một số những người hướng dẫn viên như thế này họ sẽ kể lại lịch sử nơi đây mình thì cũng không có quá thích lịch sử cho lắm nhưng mà mình cũng rất là muốn nghe bởi vì mình muốn biết được là ở đây là sẽ có cái gì và nó sẽ sơ lược là như thế nào đặc biệt nhất các bạn mình rất là thích nhìn những ngôi nhà mà cổ cổ nha, bởi vì hồi nhỏ mình thấy ba mình treo lên những trên tường á những cái bức tranh về những ngôi nhà cổ cổ nhìn rất là có vẻ là gọi là sao ta, rất là nên thơ và trong lòng mình rất là khao khát đã được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà như vậy luôn. ý của mình là không phải là những ngôi nhà bên trái này mà là những cái ngôi nhà như thế này này các bạn đây nè những ngôi nhà nhìn rất là cổ ha có những ống khói và có những cái cây rất là đẹp như thế này còn đây á, là một cái nhà tù khác thì trên này các bạn thì có những cái nơi quản lý của các cái người quản lý nhà tù có những cái pháo đài rất là đẹp những cái vách đá này là mấy trăm năm rồi các bạn nhưng mà nó vẫn còn tồn tại theo thời gian chứng tỏ rằng là hồi xưa công nghệ xây dựng của người ta cũng rất là tốt trên đây thì view bao đẹp luôn các bạn Gọi là sơn thủy hữu tình Có rừng, có cây, có núi, có biển Có những bãi cỏ xanh Không khí thì trong lành nhất thế giới luôn các bạn ơi Ở đây là Tasmania Thì là một trong những nơi có không khí sạch nhất trên thế giới Một số nơi khác, ví dụ như là Canada Cũng là một đất nước rất là sạch về không khí Nhiều khi các bạn, người Trung Quốc là tới đây nè để mua không khí và đem về đem về bên nước của họ đó các bạn. Để sử dụng cho những cái mục đích về y tế và về một số đích, mục đích khác nữa. Cái nhà tù này các bạn, lý do họ đóng cửa là do cái áp lực của dư luận là khi mà những người tù nhân ở đây á, họ bị giam cầm vào một cái thời gian lâu dài như vậy á, thì với những sự tra tấn hà khắc thì những người dân bắt đầu họ bắt đầu họ sẽ có những cái um, yêu cầu là phải bãi bỏ cái nhà tù này và cuối cùng nhà tù này đã trở thành một nơi du lịch như thế này rồi chuyển qua cái phần mà những cái chính sách định cư tốt của tiểu bang tasmania này thì như các bạn đã biết rồi đây là một hòn đảo mà hòn đảo thì người ta rất là ít thích ra sống bởi vì đơn giản là nó tách biệt với đất liền và di chuyển rất là khó khăn di chuyển đến đây từ những cái tiểu bang khác á, là chỉ có hai con đường chính đó là đường thủy và đường hàng không nhưng mà bây giờ thì cũng không ai đi đường thủy đâu rất là tốn thời gian và tồn tại những cái rủi ro nữa do đó là họ sẽ thích đi đường hàng không hơn nhanh gọn lệ thì đến đây các bạn dân số ở đây á, thì cũng khá là khiêm tốn khi mà toàn bộ tiểu bang luôn thì có tới cũng ba bốn thành phố lớn các bạn thì chỉ có vỏn vẹn là khoảng 600.000 người thôi là chưa bằng một cái quận ở Sài Gòn nữa các bạn một số quận ở Sài Gòn hay là một số cái quận ở Hà Nội cũng dân số cũng trên một triệu người cũng có luôn thì do vậy là cái tiểu bang Tasmania này cũng rất là muốn cái người đến sinh sống do đó là họ sẽ xin cái chính phủ là được cấp những cái quota có nghĩa là một cái dung lượng về cái người nhập cư lớn hơn thì thường là chính phủ úc sẽ phân bổ cái cái người nhập cư theo cái cái tỉnh bang khác nhau thì tasmania là một trong những tỉnh bang có cái lượng mà nhập cư trên cái dân số rất là cao có nghĩa là tổng cái lượng nhập cư thì cũng không quá cao nhưng mà cái lượng nhập cư chia cho đầu người dân số đã hiện hữu ở đây thì rất là cao so với một cái tỉnh bang thư dân như thế này thì bây giờ tasmania sẽ có những chính sách nhập cư rất là tốt cụ thể như sau đầu tiên á chúng ta phải kể đến là chính sách về nhập cư visa tay nghề skills thì mình cũng đã nói rất nhiều về cái cái visa tay nghề này rồi đây là một trong những cái loại visa mà chiếm cái dung lượng về nhập cư lớn nhất ở nước úc khi mà nước úc á là cần một cái lượng lớn những người lao động có tay nghề để mà phục vụ cho nền kinh tế của nước úc bởi vì á, nước úc có rất nhiều tài nguyên và rất là nhiều cái cái nền công nghiệp phát triển hàng năm nhưng mà cái lượng tăng nhân số là không có đủ do đó là họ thích những cái người mà có tay nghề cao và nhập cư vào Úc thì cái vậy cái điểm đặc biệt ở bên task này là gì thứ nhất á, là họ sẽ có một cái chính sách ưu đãi cho những người từ những tỉnh bang khác đến ví dụ như những ai mà đã đến nước Úc du học mà nhưng mà không có tính trước á thì nhảy vào những cái thành phố lớn ví dụ như là Sydney hay là Melbourne hay là Brisbane nơi mà đông đúc nè đông vui nè có cái lối sống nhộn nhịp giống như là ở Việt Nam thì họ rất là thích thì khi mà vào đó học rồi á, thì mới thấy được rằng khi mà ra trường lại không có cơ hội có PR. Thứ nhất á, là học ở những cái thành phố lớn như thế này á, là mình sẽ cái thời gian ở lại ít hơn. Ví dụ như bậc đại học là chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà ở đây nha, ở TAS này các bạn, hoặc là những vùng regional thì cộng thêm một năm nữa là 4 năm. Còn nếu mà chúng ta học bậc thấp hơn đại học nữa thì cái năm sẽ ít hơn nữa. Ví dụ như là học nghề, học cao đẳng thì chỉ có 2 năm thôi như vậy thì hai năm không thể nào xoay sở được cái việc mà kiếm đủ kinh nghiệm để mà làm được cái skill assessment có nghĩa là cái thẩm định tay nghề và cái thứ hai là điều kiện để ở lại định cư á, thì vẫn có những cái yêu cầu về kinh nghiệm làm việc cho các bạn mà kiếm việc ở úc các bạn thì cũng tùy vào khả năng nữa có những ngành rất là hot ra trường thì cơ hội việc làm cao còn có những ngành á, thì nó không có tốt chút nào cho cái việc kiếm việc làm ví dụ như á, là những bạn ở việt nam á, là hay có background tức là có được những cái cái lịch sử học tập về những ngành kinh tế thì các bạn muốn học tiếp ở úc thì nếu mà chúng ta học kinh tế rồi thì qua úc thì họ rất là dễ cấp cho chúng ta visa du học về những ngành kinh tế chứ còn chúng ta học kinh tế mà chúng ta qua đây chúng ta xin học về kỹ thuật thì nó sẽ rất là khó để viết những cái những cái gọi là cái giải trình và những công ty du học thì thường họ sẽ không có tư vấn nhiều chúng ta về cái việc kiếm việc làm sau này cho nên là nhiều khi chúng ta không biết là chúng ta cũng đi qua đây học mấy cái ngành ví dụ như là quản trị kinh doanh nè marketing nè tiếp thị nè kế toán nè tài chính nè vân vân thì sau này chúng ta ra kiếm việc á, thì rất tiếc á, là chính phủ úc là không cần chúng ta và họ cần á, những cái lĩnh vực này thì họ sẽ cần những người local có nghĩa là những người á, mà sinh ra ở đây và hoặc là những người mà gốc gốc anh gốc châu âu thì họ sẽ nói đơn giản thôi là họ tiếng anh họ giỏi hơn nè À, về cái um, kinh nghiệm họ cũng có nhiều hơn và họ giao tiếp với khách hàng cũng tốt hơn chúng ta như vậy chúng ta có rất là nhiều cái bất lợi để mà cạnh tranh công việc với họ rồi ví dụ như chúng ta làm một viết một cái bài marketing lên trên uh, quảng cáo đi chúng ta không giỏi ngôn ngữ thì chúng ta làm sao viết hay được các bạn hoặc là chúng ta đi bán hàng đi kinh doanh chúng ta không giao tiếp giỏi thì làm sao chúng ta bán được hàng như vậy thì rất là khó khăn do đó là chúng ta nên chọn uh, những cái ngành học nào mà tốt và chính vì vậy là một số bạn các bạn ở những vùng khác ví dụ như là ở Sydney, Melbourne tới đây rất là nhiều để mà đăng ký cái loại visa skill 189, 190 và 491 này, nhưng mà đa số là 491 các bạn nha. Bởi vì 491 là nó không giống như PR vậy, nhưng mà chúng ta sẽ dễ hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta phải cam kết ở lại tiểu bang này là 3 năm. Thì với visa 491 các bạn, đa số các ngành á, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là chỉ cần kinh nghiệm khoảng 3 tháng đến 6 tháng thôi. Còn visa 190 là cái visa cũng giống như 491 nhưng mà nó là PR 100% luôn á. Thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện về thu nhập nữa. Ví dụ như nếu mà chúng ta ở cái thủ đô của cái Tasmania này luôn, chúng ta phải được yêu cầu là cái thu nhập là phải 80.000 đô cho một năm. Tương đương là một tháng khoảng 7.000 mấy trăm đô các bạn khá là cao rồi á thời gian cũng phải lâu hơn 6 tháng đến 1 năm còn nếu mà, mà visa 491 á, thì chúng ta không yêu cầu về thu nhập nhưng mà thời gian ngắn hơn thậm chí là 3 tháng thôi thì chúng ta vẫn có thể nộp hồ sơ được rồi do đó thì chúng ta nên có những cam kết ở lại đây á, thì chúng ta sẽ có nhanh có PR hơn các bạn một cái điểm đặc trưng nữa mà mình sẽ tiết lộ cho các bạn rất là hay đó là cái visa 491 SPO đây là một cái lựa dòng visa cũng là visa tay nghề thôi các bạn có nghĩa rằng chúng ta vẫn làm cái hồ sơ thẩm định tay nghề làm skill assessment đó các bạn giống như bình thường nhưng mà có một cái hay là một số bạn ở vùng khác đến ví dụ như các bạn lỡ mà các bạn học ngành kinh tế quản trị kinh doanh rồi thì các bạn vẫn có thể chữa cháy qua cái loại visa này khi mà ở đây các bạn kiếm ngành về kinh doanh hay là marketing cũng khó thì chúng ta vẫn có một cái uh, hồ sơ để mà chúng ta đăng ký cái visa này là chúng ta kinh doanh một cái ngành nghề nào đó kinh doanh nhỏ thì các bạn thì mình nghĩ thì nó không có yêu cầu nhiều về doanh số hay là yêu cầu nhiều về cái những cái yêu cầu khác về kinh kinh doanh đâu đơn giản là chúng ta làm sao à, đảm bảo để đủ trả lương cho bản thân chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta có có công ty rồi nhưng mà công ty này là phải trả lương cho chúng ta luôn thì lương này phải trên 70.000 một năm tức là 7.000 đô cho một tháng thì cái việc mà chúng ta trả lương chúng ta các bạn thì nó cũng đơn giản thôi trên về mặt giấy tờ thôi chúng ta thích trả bao nhiêu chúng ta trả miễn làm sao là công ty chúng ta không bị thua lỗ thì quanh đi quẩn lại vẫn về doanh thu các bạn thì cái chuyện giấy tờ mà mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi à chủ yếu là làm sao mình đóng thuế đầy đủ cho nhà nước cho nên cái việc kinh doanh cái việc thu nhập thì các bạn không phải lo cho nên là ai mà có được cái visa hoặc là cái skill assessment rồi á Chúng ta qua task thì cũng rất là dễ Và thậm chí luôn các bạn Một số bạn á, là có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi Mình vẫn làm skill assessment được Bất cứ ngành nào Xong mình lấy skill assessment đó Mình qua đây mình kinh doanh Ví dụ như mình học về kinh tế Mình làm skill assessment về kinh tế Mình có kinh nghiệm về kinh tế Nhưng mà qua đây á, mình kinh doanh cà phê Mình kinh doanh nail không có liên quan gì tới cái skill assessment của mình hết nhưng mà vẫn được nha các bạn rồi trong một số video khác á, thì mình sẽ làm một cái video cụ thể hơn về cái visa 491 SPO này rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua một loại visa rất là phổ biến ở Tasmania đó là visa bảo lãnh 482 thì mình cũng đã làm một cái video này rồi nhưng mà đơn giản các bạn ở Tas nó có gì đặc biệt hơn so với những bang khác đó là ở Tas á, mình kiếm job, kiếm việc các bạn cũng không phải là đơn giản đâu Nhưng mà có một số ngành đặc thù á, thì họ luôn luôn thiếu người Ví dụ như trong một số cái khu du lịch như thế này Thì cách trung tâm thành phố Hobart các bạn tới 2 tiếng đi xe Thì có thể nói là ở đây đang rất là khác nhân lực Họ cần những người đơn giản thôi là những người làm barista Những người pha chế cà phê Những người làm trong các nhà hàng của họ Hoặc là những người làm trong cái, cái hướng dẫn viên này nổi kiểu các bạn rồi những người phục vụ nữa, rất là đơn giản thôi nhưng mà nhân lực ở đây thì không phải lúc nào cũng có do đó là họ sẵn sàng bảo lãnh các bạn để mà ở lại đây làm việc lâu dài thì các bạn phải ở những nơi xa xôi như thế này nhưng mà các bạn là có được cái cơ hội có PR thì các bạn sẽ đánh đổi nó thôi nói chung là chúng ta làm việc nơi nó không có được đông đúc à, cũng hơi buồn một chút nhưng mà chúng ta có PR thì cũng khá là hay các bạn thì họ sẽ có những cái visa bảo lãnh ở những cái town nhỏ hoặc là những cái vùng mà thư dân như thế này, này các bạn nè bảo đảm qua đây á, các bạn là vừa có chót tốt nha lương á, thì cần cao cao hơn là những cái khu trong city trong trung tâm thành phố luôn mà lại có cơ hội có PR nữa miễn sao là bạn chịu được cảnh buồn như thế này visa bảo lãnh các bạn thường á, là các bạn phải làm việc từ 2 đến 3 năm nha sau đó các bạn mới lên được cái PR cái nghĩa là cái giống như là cái thẻ xanh minh Mỹ vậy đó chúng ta là có định cư luôn thì phải tốn 3 năm và đảm bảo những cái mức thu nhập nhất định khoảng trên 70 ngàn nữa các bạn trong một năm các bạn nha và cái bên Tasmania này các bạn bây giờ họ có chính sách mới là cái visa bảo lãnh này á trước đây là họ phải yêu cầu những cái ngành nghề nhất định thôi nha chứ không phải ngành nghề nào họ cũng cho đâu một số ngành nghề mà nó nằm trong dài hạn những ngành nghề họ cần thì mới được nhưng mà bây giờ họ sẽ mở rộng ra những cái ngành nghề trong cái long cái sốc thầm và cái nói chung là trong những cái ngành nghề mà trung hạn và vậy và ngắn hạn thì vẫn được thì do đó là một số bạn làm trong cái lĩnh vực ví dụ như làm đẹp nè cà phê nè làm tiệm nail nè hoặc là làm trong một cái số cái dịch vụ khác ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch nè vân vân thì sẽ đều có những cái cơ hội để mà ở lại nước úc rất là hay luôn phải không các bạn rồi, hồi nãy mình nói là dưới cái chỗ cái cảng này các bạn có rất là nhiều con hào to. Thì à, bây giờ nè, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Chỗ cái, cái cầu nãy các bạn có rất là nhiều hào, con nào con nấy kích thước rất là khủng nha. Cái này các bạn nhìn thấy trên camera vậy thôi, chứ mà thực chất á, mình thấy được à, trong mắt thiệt các bạn. Thì những cái con này á, rất là to, kích thước rất là lớn và nó nằm dày đặc dưới đây nè. Ở đây á, thì cũng không có ai xuống bắt đâu tại nó nằm trong khu du lịch mà các bạn, Cho nên là những con hào này nó sẽ thoải mái sinh trưởng, phát triển, kích thước đạt đến cái mức độ rất là to và nó nằm dài dọc dọc theo những cái bờ như thế này nè, rất là nhiều luôn. mới tới là mình cứ tưởng chỗ này là cái hồ các bạn, nhưng mà xong mà nhìn lại bản đồ và coi lại lịch sử thì mới biết rằng cái này là cái cảng nước biển ăn sâu vào trong đất liền như thế này nè tạo ra những cái mỏm đá và có rất là nhiều hào kích thước rất là khủng luôn hào cứ nằm ở khắp mọi nơi nhìn thấy rất là thích luôn các bạn mình cũng rất là thích cái, cái món ăn hào này thì hôm trước á, mình cũng đã làm một cái video nói về cái chợ salamanca đó các bạn thì đã có cái món hào trong đó hào ở đây á, ăn rất là mềm nặng chanh vào á, thì rất là ok luôn các bạn không cần phải dùng bột tạc này gì cả Đây là toàn cảnh khu này nè các bạn Rất là đẹp Rất là nên thơ Và cuối cùng một loại visa mà không thể nào không nhắc đến Đó là visa 462 nha các bạn Thì ở TAS đó các bạn Người ta rất là khuyến khích đến đây Để mà theo cái visa 462 Đây là cái visa lao động và kỳ nghỉ Thì khi mà đến TAS đó, Thì họ sẽ cho phép là gia hạn lên tới 3 năm Đối với visa 462 chúng ta cũng không cần di chuyển ở bang khác, ở nguyên một bang này luôn cũng được. Ở tới 3 năm xong hết visa rồi chúng ta có thể là về nước hoặc cũng có thể là đăng ký theo cái visa du học. Thì thường mỗi một năm gia hạn một lần các bạn, thì cuối một năm như vậy thì chúng ta có quyền chuyển sang các loại visa khác. Chứ trong vòng mỗi nửa năm thì chúng ta đang trong visa thì người ta sẽ không có cho phép chúng ta chuyển cái loại visa khác đâu. Thì đối với visa 462 các bạn, công việc bên đây phổ biến nhất là công việc làm farm khi mà cherry ở đây các bạn rất là ngon và họ cần cái nhu cầu nhân lực rất là nhiều luôn trước mặt các bạn là một cái hình ảnh rất là đẹp của cái nhà thờ mà trước đây các bạn ở khu này á đây là một cái nhà thờ rất là lớn và rất là nổi tiếng thì những cái tù nhân ở đây các bạn nè thì họ sẽ được là đi sinh hoạt tôn giáo như bình thường thôi và trong cái nhà thờ này á là không chỉ là cho phép một cái tôn giáo đâu mà nó cho phép rất là nhiều tôn giáo theo cái sự tự do tín ngưỡng của của cái người Anh trước đây. Các bạn thấy không? Giống như là trong chuyện cổ tích với các bạn. Cái ngôi nhà thờ này có thể nói là mình đã chụp những cái bức ảnh mà không thể nào đẹp hơn được nữa các bạn. Trong cái đoạn intro của mình các bạn thì các bạn cũng đã nhận ra một cái hình ảnh của một cái nhà thờ như thế này. Được xây bằng đá rất là hay. Những cái hình ảnh về kiến trúc cũng cực kỳ vĩ đại. Cái nhà thờ này có sức chứa tới 1.100 người luôn các bạn nha. Thì uh, trong nhà thờ này á, thì ngày xưa thì sẽ có được những cái cai ngục nè, những cái quan chức, rồi những cái tù binh thì sẽ thường xuyên vào đây để mà họ sẽ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo riêng của họ. Thì mình cũng thấy rất là hay khi mà một cái nhà thờ mà có thể là sử dụng cho nhiều cái tôn giáo khác nhau đó các bạn. Bây giờ thì sau khi một cái vụ cháy thì cái nhà thờ này chỉ còn trơ lại những cái bức tường như thế này thôi. Rồi mình cũng xin phép trở lại chủ đề chính nha. Thì à, xin lỗi các bạn, à, mình đã nhiều khi á, là mình cũng đã cắt ngang những cái thông tin về chủ đề chính bởi vì á, là các bạn biết không là những cái hình ảnh này thì mình cũng thích rất là thích mô tả nó và đây là một trong những cái nét đẹp trong những cái video của mình Bởi vì nếu mà mình không nói về những hình ảnh này Thì các bạn chắc chắn sẽ không biết đây là gì đâu Ví dụ như đây nè Các bạn cứ hình dung giống như là những cái khách sạn vậy có đánh số rất là chuẩn Thì nhưng mà đây là những cái nhà tù như các bạn nha Nếu mà mình không nói các bạn sẽ không biết đâu Thì những nhà tù này mình thấy cũng rất là sạch sẽ Mà không biết là hồi xưa có ở sập như bây giờ được hay không Nhưng mà bên trong các bạn được ốp gỗ nè được sơn trắng rất là đẹp mình nghĩ là hồi xưa sẽ không được như bây giờ nhưng mà anyway nhà tù này thì cũng thấy cũng rất là tiện nghi có đèn có chỗ nằm nghỉ nè mình cũng đã vào đây các bạn nè thì thấy những cái hình ảnh này cũng rất là hay mọi người thì vô đây để coi được những cái hình ảnh thực tế về những nhà tù ở đây như thế nào nhìn thì rất là giống như khách sạn hàng sen các bạn vậy bên ngoài cũng đẹp bên trong cũng đẹp nhưng mà thực chất thì khách sạn này thì không ai muốn ở đâu. Giống như cái tiêu đề mình đã ghi ra đó các bạn. Đây là những người cai ngục nè. Còn đây là cái chỗ mà hội trường để mà những cái người mà xét xử đó các bạn, phanh móng ngựa. Rồi quay trở lại chủ đề chính nha các bạn nha. Thì đối với visa 462 á, qua đây chúng ta đa số được làm farm mà làm farm ở đây lương cũng khá là cao làm hái cherry các bạn lương cũng 30 đô cho một giờ các bạn nha một ngày là được làm 8 tiếng nhiều khi có các bạn làm tới 10 tiếng luôn đó các bạn rồi chúng ta sẽ bắt đầu là nhận lương theo hàng tuần chi phí ở đây đối với những cái vùng mà xa xôi như thế này nè thì chi phí cũng khá là rẻ các bạn một tuần như vậy là 120 tiền ở bao điện nước internet luôn còn tiền ăn thì cũng không có cao đâu Nói chung là một tháng tầm trên dưới là 7 800 đô thôi các bạn. Mình thấy Visa 462 bây giờ là nó cũng hạn chế một cái dung lượng lại rồi. Năm vừa rồi nó xuống còn 1.500 suất thôi. Thì uh, hy vọng rằng là trong năm tới nó sẽ tăng lên. Thì bây giờ một cái tình hình kinh tế khó khăn các bạn à. Thì nơi nào cũng sẽ cắt giảm lao động và ở Úc cũng vậy. Do đó cái năm nay nè, Úc nó rất là siết chặt về tình trạng nhập cư. Rồi. Uh, video của mình nói về hòn đảo Tasmania, về nhà tù và những chính sách cởi mở cũng đã kết thúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video của mình và nếu thích thì đừng ngần ngại cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh hoặc có thể là quyên góp ủng hộ mình bằng các hình thức như là trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video mình đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.